Công nương Diana qua đời vẫn khiến tình địch Camilla sợ hãi. Kẻ thứ ba khó có thể trở thành hoàng hậu là vì đâu? Công nương Diana vẫn là cái tên mà bà Camilla, vợ thái tử Charles, cảm thấy ám ảnh mỗi khi nhắc đến. Bà Camilla, 74 tuổi, cùng với thái tử Charles đang thực hiện chuyến cầu du tới vương quốc Jordan. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của cặp đôi kể từ khi Covid-19 ảnh hưởng đến hoàng gia hồi tháng 3/2020. Nữ công tước xứ Cồn Quát đang phải trải qua một lịch trình dày đặc với nhiều hoạt động. Cặp đôi hoàng gia đã đi đến nhiều địa điểm nổi tiếng, linh thiêng của Jordan trong ngày đầu tiên của chuyến công du. Trước đó, bà Camilla cùng với con dâu Kate và em dâu Sophia Squisek cùng đứng chung ban công trong lễ tưởng niệm diễn ra tại Sandotap vào cuối tuần qua. Sau 16 năm làm dâu hoàng gia, bà Camilla đã có vị trí ngày càng vững chắc và duy trì được mối quan hệ hòa hảo với các thành viên trong gia đình, bất chấp quá khứ bị lên án là kẻ thứ ba khiến cuộc hôn nhân của thái tử Charles và công nương Diana tan vỡ. Tuy nhiên, theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Penny Khan khi thái tử Charles lên ngôi, bà ấy vốn là một người phụ nữ bình thường khi trở thành vợ thái tử. Camilla đã đặt mình vào tình huống bất thường. Trong viễn cảnh bà Camilla trở thành hoàng hậu, chắc chắn sẽ có nhiều ồn ào vào thời điểm đó. Bà ấy sẽ bị so sánh với công nương Diana. Đó sẽ là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, Penny Juno nói với tờ Telegraph. Theo chuyên gia hoàng gia, bà Camilla cảm thấy kinh hãi khi nghĩ tới viễn cảnh thái tử Charles lên làm vua. Ngoài ra, nữ công tước vẫn còn thấy sợ hãi và ám ảnh vì công nương Diana. Đó là cái bóng quá lớn, một tượng đài vĩnh cửu mà bà không thể nào làm lu mờ. Theo luật hoàng gia, bà Camilla sẽ tự động thừa hưởng tước hiệu Queen Consort, vương hậu hay đương kim hoàng hậu, chỉ được dành cho vợ của vua. Tuy nhiên, các quan chức hoàng gia vẫn đang tiếp tục thảo luận về việc liệu có nên để bà sử dụng tước vị thấp hơn để tránh gây tranh cãi hay không. Penny Juno cho biết bà Camilla bước chân vào hoàng gia khi đã bước sang tuổi 57. Bà đã dành phần lớn cuộc đời mình ở bên ngoài hoàng gia. Do đó, bà Camilla cảm nhận được sâu sắc việc mọi người từ bên ngoài nhìn nhận và đánh giá gia đình hoàng gia như thế nào. Bản thân bà Camilla hàng chục năm qua vẫn bị gắn cái mác tiểu tam với cáo buộc gián tiếp gây ra cái chết của công nương Diana. Với những người hâm mộ hoàng gia, vị trí hoàng hậu chỉ dành cho những người có phẩm chất cao quý, sở hữu vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Với họ, ngoài công nương Diana và hiện tại là công nương Kate thì không ai xứng đáng ở vị trí này. Do đó thật dễ hiểu vì sao hoàng gia Anh lẫn bà Camilla đều cảm thấy áp lực và khó xử nếu như thái tử Charles lên làm vua. Dù giờ đây bà Camilla đã được sống bên người mình yêu, được hoàng gia Anh chấp nhận, nhưng trên thực tế bà sẽ mãi mãi không thể nào vượt qua nổi cái bóng của công nương Diana. Mà dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến lên tiếng bảo vệ và bênh vực nữ công tước. Tôi tôn trọng Camilla, bà ấy biết rõ mình không thể cạnh tranh được với Diana nên đã lặng lẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình. Bà ấy rõ ràng đã làm cho thái tử Charles hạnh phúc hơn, một người dùng mạng bình luận. Tôi tha thứ cho bà ấy vì Camilla đang làm rất tốt. Bà ấy có phong thái dễ gần và khiến mọi người cảm thấy thoải mái, một người khác cho hay. Hé lộ báu vật hoàng gia công nương Diana yêu thích nhất, món đồ thừa kế chỉ dành riêng cho con dâu Kate. Lúc sinh thời, công nương Diana đã được thừa hưởng một báu vật quý giá của hoàng gia và sau này truyền lại cho con dâu cả của bà, công nương Kate. Tại những sự kiện đặc biệt quan trọng như yến tiệc hay gặp gỡ các nhân vật cấp cao, công nương Kate thường xuyên lựa chọn một chiếc vương miện giọt nước làm bằng ngọc trai kết hợp với vô số viên kim cương lấp lánh. Ít ai biết rằng chiếc vương miện đó từng là báu vật mà cố công nương Diana vô cùng yêu thích và góp phần tạo nên phong cách thời thượng, quý tộc của bông hồng nước Anh. Vậy chiếc vương miện đó có nguồn gốc như thế nào mà được hai nàng dâu hoàng gia trân trọng đến như vậy? Báu vật vô giá truyền qua 4 thế hệ. Chiếc vương miện ban đầu có tên là Love Knot, thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng Mary. Báu vật này được tạo ra từ ngọc trai và kim cương vào năm 1913 bởi thương hiệu kim hoàn lâu đời Hall of Garrard.
Chiếc vương miện Love Genos được tạo bởi 19 viên ngọc trai cố định, 19 viên ngọc trai khác có thể tháo rời và vô số kim cương với hình dạng khác nhau. Theo Kurt Zeweler, khi nữ hoàng Mary giao nhiệm vụ thiết kế chiếc vương miện này, bà đã phải hy sinh một chiếc vương miện khác từ bộ sưu tập đồ trang sức của riêng mình để tạo ra Love Genos hoàn hảo nhất có thể. Sau khi nữ hoàng Mary qua đời vào năm 1953, chiếc vương miện được truyền lại cho cháu gái của bà là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Nữ hoàng Anh đã được trông thấy đội chiếc vương miện này nhiều lần trong những năm 50, kể từ đó Love Genos trở thành một trong những món đồ yêu thích của bà. Vào năm 1981, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã để con dâu cả của mình lúc bấy giờ là công nương Diana lưu giữ và sử dụng chiếc vương miện này. Kể từ đó, Love Genos được biết đến nhiều hơn khi nó trở thành một trong những biểu tượng mang phong cách đặc trưng của cố công nương Diana. Vào năm 1989, bông hồng nước Anh đã gây bão truyền thông trong chuyến công du với Thái tử Charles khi bà sử dụng vương miện Love Genos kết hợp với chiếc đầm màu trắng nạm ngọc trai, một sự kết hợp hoàn hảo và đầy quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện với báu vật vô giá này, công nương Diana luôn khiến mọi người phải trầm trồ, tán thưởng. Chính công nương xứ Wales đã khiến chiếc vương miện phát huy được hết tất cả vẻ đẹp của nó, làm người xem không thể rời mắt nhìn. Sau khi ly hôn với Thái tử Charles, công nương Diana đã trả lại chiếc vương miện cho gia đình Hoàng gia Anh. Dù không phải là chủ nhân cuối cùng của chiếc vương miện, nhưng chính công nương Diana lại tạo nên danh tiếng và thăng hạng giá trị cho Love Genos. Sau khi công nương kết hôn với hoàng tử William, cặp đôi đã thừa hưởng báu vật quý giá được truyền cho ba thế hệ. Điều đặc biệt là khi vợ chồng Kate sở hữu chiếc vương miện này, nó đã nhanh chóng được đổi tên thành Cambridge Love Genos. Người có người không? Với cái tên Cambridge Love Genos đã phần nào khẳng định quyền sở hữu và giá trị của vợ chồng công nương Kate trong gia đình hoàng gia. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà sử sách sẽ không có được nó, Meghan không bao giờ có cơ hội sử dụng chiếc vương miện quý báu ấy. Công nương Kate lần đầu tiên được trông thấy đội chiếc vương miện vào năm 2015 khi cô tham dự một sự kiện ngoại giao tại cung điện Buckingham. Mỗi năm, tại các buổi tiệc trang trọng, nữ công tước xứ Cambridge đều sử dụng chiếc vương miện từng là biểu tượng của mẹ chồng quá cố và kết hợp nó với những chiếc đầm sang trọng. Nhiều ý kiến cho rằng công nương Kate cũng tỏa ra khí chất không thua kém gì mẹ chồng Diana khi đeo chiếc vương miện kim cương và ngọc trai này. Điều đáng nói là không chỉ Cambridge Love Genos mà công nương Kate còn được sử dụng nhiều trang sức và phụ kiện của hoàng gia lẫn mẹ chồng quá cố, điều mà Meghan hiếm khi có được.